Ngày hôm nay anh em có thể thấy ngay trước mắt đây thì chúng ta sẽ cùng chơi thử tựa game Toilet Tower Defense. Nói chung là mình cũng không để ý cái tựa game này, nhiều lúc lướt qua thì mình không biết cái trò này nó như thế nào. Mà hôm nay vào ngó qua thử thì anh em nhìn này, 907k lượt like, xong rồi lượt người đang chơi tận gần 100.000 này. Nói chung là lượt visit tận 3,7B cộng này. Đấy, nói chung là mình cũng không rõ cái con game này nó có gì mà nó nổi. Nói chung là nó đang nổi hình như là top 3 hay top 2 ở trong Roblox ấy, mà mình lại chưa chơi thử lần nào. Thế nên hôm nay chúng ta sẽ cùng test thử cái tựa game này xem nó như thế nào nha mọi người. Mặc dù mình biết là chắc cũng có nhiều bạn đã từng chơi trò này rồi, nhưng mà thôi, nói chung mình chưa chơi, thế nên là hôm nay mình phải vào test luôn anh em ơi. Chúng ta đang ở trong game rồi các bạn ơi. Uầy, vừa mới vào có một đống gì hiện ra. Ui dồi ôi, cái gì đây? Cái gì một đống gì hashtag thế kìa? Mấy thằng này chat cái gì đây? Đấy, anh em nhìn này, lượt win của mình đang là 0 này, lượt game của mình là 0 luôn này, lượt coin của mình cũng là 0 luôn. Đấy, mới chơi lần đầu mà, người nghèo chơi game à? Ui, vừa mới vào có thanh niên gửi cái lời mời chết gì đây? Đâu, thanh niên nào tặng đồ tôi à hay cái gì? Ôi, chơi game này kiểu gì còn chả biết tặng đồ làm sao. Ui dồi ôi, trời, vừa mới vào thanh niên tặng một đống gì đây? Vãi trưởng, ok lấy luôn. Ok, nhiều đồ ấy. Đấy, anh em thấy tác dụng của làm YouTuber chưa? Ok, xong kết thúc rồi. Những cái loại không làm mà đòi có ăn. Đây, nó bảo mình phải vào Toilet City này. Ok, thôi không trao đổi chết chiếc gì nữa anh em ơi. Vừa mới vào chơi, người ta phải tập chơi sau đó thì mới đi ăn xin sau chứ anh em, đúng không? Rồi, cái gì đây? À, bây giờ nó sẽ cho chúng ta chọn bồn cầu Skibidi Toilet à? Game về Skibidi Toilet à? À, bảo sao mà nó nổi vậy? Ok, mình sẽ vote độ khó nhất đây. Vote độ khó nhất luôn. Ai vote là Legendary luôn. Đúng rồi, Legendary luôn. Có người kéo sợ cái gì? Đây, có hai thanh niên biết chơi này vào này. Ai Rave Reto với cả thanh niên gì đây? Tony gì đây? Đó, chơi kiểu nào? À, game này giống kiểu thủ thành em ạ. Mình sẽ đặt con của mình ra đây. Đấy, và con của mình sẽ tấn công bọn Skibidi Toilet này. Vãi trưởng, đâu đấy? Cứu. Hai thanh niên này, đặt ra đi. Trời ơi, chọn mức khó nhất xong rồi nhìn anh em nhìn con của mình nó gãy ngứa này. Trông này, gãy ngứa quá. Đặt ra đi. Trời ơi, đặt ra đi. Anh bạn này có con phù thủy gì đây? Quá nhỏ. Wow. Được đấy. Một con của thằng này đúng sơn màu của khác anh em ạ. Chém hết luôn. Mình hiện tại người chơi hiện nghèo nên chỉ có mỗi con Speakerman này thôi này. Không có con gì nó xịn xịn quả. Đấy, đánh, đấm. Gãy ngứa thực sự. Ô, anh bạn nào triệu hồi ra quả con cầm súng đây. Hunter luôn. Vãi trưởng nhờ. Hunter cameraman này. À, mình có thể xem được dam của nó này. Mình có thể upgrade được lên này. Dùng tiền upgrade lên các kiểu này. Thì ra game này là một cái game thể loại thủ thành em ạ. Ok. Rồi, chơi kiểu gì? Tiếp theo quay bạn. Let's go. Lại những anh bạn bồn cầu tí hon lao ra. Binh đoàn bồn cầu tí hon đông ấy. Mình thử upgrade nha. Thử upgrade con này đi. Upgrade lên phát. Đấy, upgrade lên level 2. Nó sẽ tăng được dam này. Tăng được độ. Cái này là kiểu câu down là thời gian chờ của skill hay gì đó này. Tầm đánh các kiểu này. Đấy. Đặt thêm đi à. Ok. Ok sếp ơi. Đây đặt thêm luôn. Sếp ra lệnh đặt thêm là phải đặt thêm luôn anh em nhá. Mình là người chơi mới nè chúng ta. Ê, có thằng này chui vào đây ấy. Có thằng này đi vào đây. Trời ơi, giết nó. Có thằng tí hon này nó lẻn vào đây. Ui. Thằng này đặt quả robot gì đây? Ui ôi. Căng nha. Bái trưởng ạ. Ui, con gì đây? Con này con gì đây? Cầm kiếm à? Ủa, mấy thanh niên này chơi bài xịn nhờ. Ui, con robot khổng lồ này. Cameraman Titan cameraman này. Khổng lồ chưa? Wow. Ôi giời, sao nhìn thằng bồn cầu này nhìn trông bữa này. Nhìn thằng bồn cầu trông mặt đều này. Trông quả bạn hề thực sự ấy. Rồi bốc hơi luôn. Gặp quả Titan cameraman cái bốc hơi luôn. Anh bạn gì đây? Anh bạn bồn cầu thì như đi tiệc ấy nhở. Đội quả mũ trông này. Như đi tiệc vậy. Tiệc với chúng tôi á. Ném nó anh em ơi. Rồi mình đặt mấy quân của mình ra nha. Mấy quân của mình đặt đông tí anh em ơi. Đó, sỏi rồi. Upgrade này. Max level là 3 nha anh em. Và lát nữa xong thì chắc là mình sẽ được mở mở nhân vật hay gì đó. Lát mình sẽ xem thử. Đây, cái thủ thành mình bảo vệ là phải bảo vệ cái thành này này.
Nếu mà quái vật lao vào thành này là thua luôn. Đấy. May có hai thanh niên này là trợ giúp này. Quái vật bồn cầu thì đặt cả súng này. Ôi, bồn cầu dân tổ đây chị boy à, tránh anh vậy. Được quá nhỏ. Ôi, bồn cầu cảnh sát. Căng nha. Rồi luôn, và team của mình đã có thằng đặt quả. À không, đây là thằng bồn cầu à. Này này, thằng ấy chui vào này. Trời ơi. Thằng bồn cầu bắn laser gì này. Vãi trưởng. Ghê vậy. Quân mình vẫn chưa thấy đặt thêm con mới nào anh em ạ. Nói chung là mình ngoài mấy con phèn phèn này ra thì chúng ta chỉ có... Chúng ta chả có gì cả. Chúng ta chỉ có mấy con camera speakerman này, phèn phèn này thôi. Đây, mình sẽ đặt nó ở đầu này nha. Ê, có thằng nào chui vào đây là phải giết nó nha. Đấy. Mấy thanh niên kia có mấy con xịn xịn đặt ra sướng luôn. What the hell? What the hell? Cái gì đây? Siêu Titan robot khổng lồ. Make money Titan à? What? What the hell của game ạ? Đặt ra quả cameraman không bình thường nữa rồi. Siêu Titan cameraman rồi. À thì hình như là thanh niên này vừa nãy là chết, gửi chết cho mình là định cho mấy con kiểu này này. Nhưng mà bằng một lý do nào đấy là bị cancel anh em ơi. Đây, về bọn bồn cầu thì đây, có thằng bồn cầu gì leo cả lên chân nhện này, xong ui bay luôn à. Thằng này bay vào trong này. Xử nó. Ui. Điên thực sự anh em ạ. Không biết sau ván này mình được bao tiền ta. Quay 16 rồi, không biết là quay bao nhiêu thì mới kết thúc. Gì mà mấy thằng quái vật bồn cầu bây giờ lái cả cái gì trông như UFO này. Người ngoài hành tinh luôn à. Thôi xong, quân nhân lực của chúng ta đang không ổn. Ôi. Ê, như thằng này là team mình à? Thằng bồn cầu bay bay này là team mình hay sao ấy anh em ạ? Thế mà cứ tưởng team của bọn kia. Ok. Ủa ôi, bọn này lái này, bọn này xông vào này. Bắn nó anh em ơi. Bắn ơi. Ra cả mấy con bồn cầu vàng, bồn cầu quỷ rồi đây. Càng ngày càng nhiều những con thể loại bồn cầu quái vật. Ok. Bắn nó. Đúng rồi, dí. Bọn bồn cầu này đi đến đây nó bị tắc luôn. Đùa với robot camera. Nhờn ngay. Con gì đây? Bunny man ạ, Bunny. Phải cả team mình có cả Bunny man luôn. Người quái vật thỏ à. Rồi, mấy anh bạn bồn cầu này càng ngày càng cải tiến mạnh hơn rồi. Boss toilet các kiểu này. Còn thanh niên nào bồn cầu nào cũng có 6 nòng này. Điên chưa? Hình như mình nãy giờ mình quên mở tiếng. Thử mở tiếng ra xem nào. Nghe tiếng hơi điếc tai thì anh em ạ. Thôi tắt đi. Nghe tiếng hơi điếc tai nha. Rồi, chúng ta đang tới với Way 29 và đã bắt đầu thấy những cái con thể loại bồn cầu nó kinh khủng hơn vừa nãy rất nhiều. Vâng, đeo cả mặt nạ các kiểu này. Ui. Đây không biết là mình có phải chơi level đầu không, nhưng mà chế độ này nó ra nhiều con boss thật. Ủa ôi. Bọn nó đang xông vào trong. Liệu có thể ăn được không? Đây, team mình đã có thêm một con của thanh niên nào đó đặt ra, có tên là Sinister TV Titan TV Man gì đó. Trông cũng hoành tráng lắm. Vâng, mình ngoài cái con này ra thì mình chả có cái gì cả. Đúng, mới chơi chả có một cái gì anh em ơi. Biết thế nãy là đi ăn xin vài con. Kìa, thằng bồn cầu ấy chui vào trong ấy. Tiêu diệt nó anh em ơi. Bắn nó. Xôi. Cười đội mũ vàng à. Nhờn. Đi luôn. Rồi tiêu diệt nó. Tiêu diệt bọn này đi. Trời ơi. Tới quay 39 thì có vẻ như là bọn mình đã thua anh em ạ. Và mình được nhận một số tiền. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại sảnh lobby nha. Tới quay 39 là thua luôn anh em ơi. Vậy là hai thanh niên đấy cũng không phải là quá pro. Hoặc là do mình quá tạ anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ thử để thử xem là có cái con gì mua ở đâu ta. Đây là làm nhiệm vụ này. Ủa, thế mua thêm nhân vật ở đâu ta? Ở đây thanh niên này đang tặng mình rất là nhiều những cái con gì này. Ok, ready. Rồi, lấy luôn à. Trời ơi. Pay to win à.
Vâng, chúng ta đã được rất nhiều những cái con nhân vật rất nhiều nhân vật anh em ơi. Vâng, nhưng mà từ từ, nếu mà ngoài trade nhau ra, ngoài xin của nhau ra thì mua ở đâu ta? Ui rồi lại thêm thanh niên nữa tặng. Nào tặng gì đây? Ui rồi. Thôi mấy thanh niên ơi. Ok lấy luôn. Hay mình thử cho nó đi, cho nó có hai mấy con này đi. Đấy, cho mấy con này đấy, cho mấy có qua có lại nhỉ. thôi đừng cho nữa mấy anh em ơi. Mình cứ chơi game này nhiều đâu, chỉ vào test két qua mấy thanh niên. Đó, thử chơi mình nhá, Thử chơi mình xem như thế nào anh em ơi. Chúng ta sẽ chơi mức dễ đi, chơi mức dễ nha anh em. Chơi tạm mức dễ thôi. Đây này, nếu mà win là nó sẽ thưởng tiền này. Hình như là thưởng tiền là sẽ mua được nha anh em. Thưởng tiền là sẽ mua được những cái con kiểu như thế này này. Hoặc là quay ra gì đó nhá. Nhưng mà mình chả biết là mua ở đâu cả. Anh em nó biết hãy bình luận xuống phía dưới nhá. Nói chung là mới chơi nên cũng chả biết như thế nào cả. Đây lúc đầu chúng ta có 300. Thôi xong, 300 thì mua con TV Man này đi. Đấy, TV Man. Trời đó anh em ơi. Thôi xong rồi. TV Man không ổn rồi. Oh no. Không tiêu diệt được con nào cả. Chúng ta còn con 150 này. Đây, lấy con 150 ra bắn nó. Đúng rồi, đấy, mày quá, bắn được rồi. TV Man sẽ làm yếu máu của nó đi. Và sau đó chúng ta sẽ có một con cái gì đó Man, Brawl Suit Man, Camera Man này sẽ kết liễu luôn. Đứng ở đây, hợp lý này. Ok. Lên tiền là sau đó chúng ta sẽ mua thử con này đấy. À, ở đây, con này thử em nào. Con này là gì đây? Xôi, con này mạnh nha. Ồ, thì ra con này Legendary anh em ạ. Có con rail này này. Con rail này là cái con đây này. Đấy. Còn một con gì đấy như kiểu cái đầu loa ấy nhỉ. Đây này. Con gì đấy? Ok. Mình vừa lắp một cái con gì đấy đầu loa ra trông khá là kỳ dị. Hai con luôn đi. Đó. Mạnh liền. Skip đi. Đó. Bây giờ tích thì lên 600. Lấy con Lebony Man này nha. Làm thêm con TV Man ở đây đi. Đấy. Nói chung chơi mức dễ này thì đơn giản nha. Chơi mức dễ này thì khá là dễ. Nó dễ hơn hẳn cái mức khó vừa rồi. Cái mức vừa rồi mấy thanh niên kia chọn mức khó nhất. Ok. Càng ngày càng đông rồi. Thôi xong rồi. Chúng ta cần thêm nhân lực. Chúng ta cần thêm TV Man. Này mấy con chân nhện này là có thằng này đi vào. À. Từ đã cứ tích 600 đã nha anh em. Tích 600 đã xong làm gì thì làm. Đông nha, ngày càng đông đấy nha. Anh bạn này xử bọn nó đấy. Upgrade một con lên nha. Upgrade con này đi. Ok. Upgrade con này lên level 2. Rồi, anh bạn này xử nốt đấy. Đúng rồi, con chấm máu xử nốt đấy. Anh bạn này sẽ đứng ở đây và xử nốt mấy bọn con chấm máu này nha. Đấy rồi, chúng ta đã lắp được Bunny Man. Let's go. Bunny Man. Đứng ở đây đi. Đấy, Bunny Man. Trời ạ. Mạnh liền. Không để thằng nào vào nhà nhá. Đây, có mấy thằng ở đây này. Thêm con Bunny Man ở đây nữa ấy. Xôi ôi. Thêm con này ở đây đấy. Upgrade con này đây. Hay phết. Game tính ra cuốn phết. Bây giờ mình tích thêm 2000, mình upgrade con này là đẹp này. Đấy, Bunny Man mạnh chưa? Đội hình rất mạnh nha anh em ơi. Đội hình đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Upgrade con này đi. Hai con này đứng ở giữa này, upgrade là ngon này. Con này không biết tác dụng gì ta. Đấy. Đợi đến quay 50 mới là kết thúc game nha anh em. Mình sẽ phải treo máy tới đến tầm quay 50 là mới end được game. Khá là khó. Từ nãy giờ mới chỉ được 10 quay thôi. Nhưng mà đại khái thì game này cách chơi của nó khá thú vị anh em ạ. Đấy. Mình thì được mấy thanh niên tặng cho mấy con xịn kiểu này chơi nó dễ hơn. Chứ anh em vào chơi đấy anh em hình như là phải tự quay tự mua gì đấy mình cũng chả rõ nữa. Thôi, nói chung nếu anh em thích video này đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh nha. Một tựa game khá là thú vị. Bảo sao mà nó nổi những nhiều người chơi tới vậy. Khá cuốn anh em ạ. Hẹn gặp mọi người vào trong những video lần sau.